Tập 1. Cha ơi, có người ngất bên ngoài, mau đến xem đi cha. Ở đâu? Ở kia kìa. Đa Nhi, mau đi lấy ít nước ra đây cho cha, mau lên. Đa Nhi, mau lên. Nào, uống nước đi. Cảm ơn hai người. Hai người đều là người tốt. Hai người có thể cho tôi ăn ít gì không? Đa Nhi, đi tìm cái gì ăn được đến đây đi. Mau lên, mau lên con. Cảm ơn ông. Cả nhà tôi đều bị nước lũ dìm chết, chỉ còn mỗi mình tôi sống sót thôi. Ruộng vườn cũng không còn nữa. Mẹ nó, không ổn rồi bà nó ơi. Người này mắc bệnh dịch, sợ không sống được bao lâu đâu. Giờ phải làm sao đây? Mấy năm nay càng ngày càng không dễ sống. Đê dở, nước lũ tràn lan, người chết không ít. Bây giờ là dịch bệnh hoành hành. Những ngày tháng như thế này sống như thế nào đây? May mà chúng ta ở đây tương đối khoan dung, người cũng thưa thớt. Người này nhìn đáng thương quá, ông qua giúp hắn xem đi. Bẩm chủ thượng, đây của sông Giao Ngọc dở nhiều lần, bách tính gặp nạn nghiêm trọng, dịch bệnh hoành hành, người chết vô số. Thần khẩn cầu chủ thượng mở kho bạc cứu tế dân bị nạn. Không phải sông Giao Ngọc mới tu sửa lại hay sao? Sao lại xảy ra chuyện nước lũ tràn lan? Nước sông phá đê, có thiên tai, thần nghi ngờ có người hãm hại trong đó. Quốc công đại nhân, ngài có phần chuyện bé xé ra to rồi. Thiên tai khó ngờ, há gì người có thể làm chứ? Thiên tai có người hãm hại hay không, chỉ có trời biết, đất biết. Mà có người cũng biết. Ông có ý gì đây? Hình như có ám chỉ. Tại hạ không hiểu, vẫn mong được chỉ giáo nhiều hơn. Không hiểu thì không cần vội đâu, sớm muộn gì cũng hiểu mà thôi. Và bẩm chủ thượng, thần xin được điều tra vụ này. Chuẩn tấu. Đương đương, Tam công chúa đáng yêu quá, tương lai nhất định là một đại mỹ nhân. Hoa Nhi, chủ thượng có đến đây hay không? Chủ thượng vừa nghe nương nương hạ sinh một công chúa, liền bỏ đi rồi. Công chúa thì công chúa, dù sao cũng là miếng thịt từ trên người bổn cung. Chủ thượng vẫn muốn có một thái tử kế vị. Muốn trách cũng là trách bổn cung không có số sinh thái tử. Nương nương, thôi đặt tên con bé đi. Ngươi xem, giữa lông mày của nó có một nốt ruồi son. Khi bổn cung đến Đại Hương Sơn bái Phật, giữa tâm mây của Phật tổ cũng có một nốt ruồi đỏ. Đứa trẻ này nhất định có thiện duyên. Gọi nó là Diệu Thiện đi. Diệu Thiện, tên hay lắm. Diệu Thiện công chúa, Thiện Nhi. Có một chuyện Vẫn mong ông ra tay giúp đỡ cho. Đại nhân mời nói. Trước mắt dịch bệnh hoành hành, người người khổ sở, đám dân tị nạn phẫn nộ, yêu cầu triều đình nghiêm phạt bộ quan tham ô. Trịnh Quốc Công lão già đấy sẽ lợi dụng bách tính, mượn chuyện sông Giao Ngọc dở đê làm khó cho ta. Chúng ta phải nghĩ ra một cách đem việc nạn dân dẫn sang chuyện khác, ngăn chặn âm mưu của Trịnh Quốc Công. Có lý. Nhưng mà đại nhân chuẩn bị làm thế nào đây? Rất đơn giản thôi. Chỉ cần quốc sư đại nhân nói với mọi người, hồng thủ dịch bệnh bây giờ là do họa từ trên trời giáng xuống, chỉ cần lấy tay tinh tế thần sông thì có thể tránh được nạn. Nếu như lão già ta đoán không sai, người gánh chịu tai tiếng tai tinh quốc sư đại nhân dự đoán như thần. Tuyệt vời. Đúng là diệu kế. Mang một hũ rượu lên đây. Đến đây. Hai vị đi thông thả à? Nghe nói chưa? Quốc sư đại nhân mời ngài. Đêm qua quan sát hiện tượng thiên văn, phát hiện trong Tần Ninh quốc chúng ta có một tai tinh tại thế. Thế nào thiên tai không ngớt gần đây, vừa hồng thủy vừa dịch bệnh. Còn không biết còn có thiên tai gì nữa hay không nữa. Tai tinh gì? Mau nói xem, tai tinh kia là ai? Theo những quốc sư nói, tai tinh này Diệu Thiện tam công chúa mà chủ thượng vừa mới hạ sinh. Tam công chúa này là yêu nghiệt tai tinh, mượn bào thai để chuyển thế. Nếu như không trừ thì mọi người đều gặp đại nạn, tính mạng cũng không giữ được đâu. Đúng đó, đúng đó. Vậy phải làm sao đây? Tai tinh này là tam công chúa của chủ thượng, chúng ta có thể làm gì đây? Lão bách tính chúng ta chỉ có thể chấp nhận số phận đen đủi mà thôi. Sao có thể như vậy được? Chủ của một nước phải nghĩ cho lão bách tánh chứ. Chúng ta phải tìm chủ thượng để tìm cách, không thể để tai tinh này hủy hoại mọi người. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu không đen đuổi luôn là lão bách tính. Chúng ta liên lạc thêm vài người đi tìm chủ thượng đi. Đúng rồi, bảo mấy đưa ra cách cho mọi người. Đi tìm chủ thượng, đi. Diệt sạch tai tinh. 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 Chủ thượng giá đáo. Thần thiếp tham kiến chủ thượng. Bình thân. Dương hậu, nàng không ở hậu cung nghỉ ngơi cho tốt, đến đây làm cái gì chứ? Thần thiếp đến đây vì chuyện của Thiện Di. Nàng nói đi. Hôm nay bổn cung đến đây là muốn khuyên các vị, mong các vị đừng tin lời nói bừa của thầy pháp, hy sinh vô ích một đứa trẻ vô tội. Chủ thượng, thần có một cách. Ngô Ái Khanh, cứ nói đi. Tam công chúa cho dù là thần hay là yêu, đều thể hiện đứa bé không giống người thường. Vậy thì chúng ta để cho tam công chúa tự mình quyết định sống chết. Buổi lên triều ngày mai, khi ôm con bé xuất cung, nếu như nó khóc thì giữ nó lại. Còn nếu như nó không khóc Dương hậu, đề nghị của Ngô Ái Khanh nàng thấy thế nào chứ? Việc này Thôi được rồi. Vậy thì làm theo cách của Ngô Thừa Tướng đi. Đại nhân, người của chúng ta ở bên Ngô Phủ gửi tin đến rồi. Nói gì chứ? Ngô Thừa Tướng nói, ngày mai khi lên triều, trong người sẽ giấu một loại hương. Người lớn sẽ không ngửi thấy, nhưng mà trẻ con sau khi ngửi, trong thời gian ngắn sẽ không bao giờ khóc. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Lão Phu đã đoán được Ngô Quý nhất định có âm mưu. Đi, chuẩn bị cho ta vài thùng nước tiểu. Nước tiểu lợn. Nước tiểu lợn. Đại nhân, bảo người đi thì người đi đi, hỏi nhiều thế làm gì, đi mau. Dạ. Chủ thượng, có biện pháp khác hay không để cho một đứa trẻ một con đường sống? Bác đại tướng quân, người dân kêu than, đất nước gặp nạn. Tình huống này ông cũng biết. Sao đến lúc quan trọng ông lại động lòng trắc ẩn như vậy chứ? Chủ thượng à, đợi một chút. Thiện Nhi, nó nhất định sẽ khóc. Đợi cái gì? Lẽ nào nàng muốn nuốt lời, trở thành trò cười trong cung? Thần thiếp cầu xin ngài, đợi thêm một chút nữa đi. Đợi thêm một chút nữa. Trịnh Quốc Công, Hoàng Giác, có thần, có thần, hạ lệnh cho hai người dẫn đầu đưa Diệu Thiện đi tế thần xong. Chủ thượng. Thiện Nhi, Thiện Nhi, mẫu hậu cầu xin con, con mau khóc đi. Người đâu? Đưa hoàng hậu hồi cung. Dân. Nương nương, nương nương. Thiện Nhi, Thiện Nhi, trả con cho tôi, trả con lại cho tôi. Thiện Nhi. Bế Diệu Thiện đi. Dân. Đại tướng quân, bác nhà hậu. Chủ thượng. Dứt đi. Tế thần xong. Ngươi. Mặt tướng tham kiến chủ thượng. Hoàng Giác đâu? Phải là hắn đến đây để bẩm báo chứ. Dạ bẩm chủ thượng, Hoàng Giác ôm Tam công chúa chạy trốn rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Khi thì vệ Trần Chính, thần và Hoàng Giác tranh đấu cướp Tam công chúa, bị Lưu Khanh giết rồi. Lưu Khanh, Lý Duyên và Hoàng Giác cùng nhau tháo chạy. Thế nào? Tam công chúa không phải để tế thượng xong hay sao? Sao lại truy sát nó? Chủ thượng, bởi vì Tam công chúa rơi xuống nước không chìm. Hoàng Giác cho rằng có trời phù hộ, quyết định thuận theo ý trời, kháng lại lệnh của Dương thượng, đưa Tam công chúa chạy mất. Mặt tướng ngăn cản không được, mong chủ thượng trị tội. Tam công chúa rơi xuống nước không chìm là ngươi tận mắt chứng kiến. Là mặt tướng tận mắt chứng kiến. Vậy ngươi có nhìn thấy hướng bọn họ chạy hay không? Hình như là hướng núi Đại Hương. Ta biết rồi. Nếu như có người hỏi tình hình của Tam công chúa thì ngươi cứ nói Tam công chúa đã tế thần xong. Dân. Chủ thượng, mặt tướng đã nhớ. Lui xuống đi. Dân. Chủ thượng. Lý Cường đâu? Lý Cường, hắn đi tìm nước ở gần đây rồi. Ngươi đi nhặt ít củi để đốt lửa đi. Dân. ân sư thực sự khổ tâm rồi. Hạnh Nhi tham kiến thừa tướng đại nhân. Hạnh Nhi, Dương Phi có chuyện gấp sao? Dạ bẩm thừa tướng đại nhân, Tam công chúa bị thị vệ hoàng giác cứu đi mất rồi, bây giờ vẫn còn sống. Người lui xuống trước đi. Đối với Dương Phi, việc này ta đã biết. Dân thừa tướng. Tiểu nhị, khách quan, lấy cho ta ít đồ ăn, mang lên phòng nha. Khách quan muốn gọi cái gì? Lấy mấy cái màn thầu là được. Dân khách quan, ngài đợi một chút. Mời đại nhân vào trong. Các vị khách quan muốn ăn cơm hay là muốn ở lại đây? Đại ca, đại ca, chết rồi. Chủ thượng phái binh đuổi đến đây. Có người nhìn thấy mấy người đàn ông đưa theo một đứa trẻ hay không? Đem theo đứa trẻ. Để tại hạ nghĩ lại coi. Hình như có, mà lại hình như là không có. Có. Đúng là có mấy người đàn ông đem theo một đứa trẻ. Bọn họ ở phòng nào? Ở sau hậu viện à? Đi. Mau. Nước trà vẫn còn ấm. Chắc là bọn chúng chưa chạy xa đâu. Mau đuổi theo. Dân. Hai cậu mau đưa công chúa đi trước đi. Tôi dẫn bọn chúng đi chỗ khác. Cầm lấy. Không được đại ca, nguy hiểm đại ca. Đừng nhiều lời, bế lấy cho ta. Đại ca, đi mau đi. Lý Duyên, ngươi to gan lắm, dám đi theo hoàng giác cướp tam công chúa bỏ chạy. Ngươi biết tội của ngươi chưa? Muốn giết muốn chém tùy các ngươi, nói nhiều làm gì. Ta thấy ngươi cũng coi như là nam tử Hán. Ta không muốn giết ngươi tức thời, thì nói ra tung tích của hoàng giác và tam công chúa đi. Trần Tam ta nhất định sẽ tha cho cái bạn nhỏ của ngươi. Lý Duyên ta há cũng không phải là người tham sống sợ chết. Ngươi coi thường ta quá rồi. Muốn biết tam công chúa ở đâu thì xuống hỏi Diêm Dương đi. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Ngươi nghĩ cho kỹ đi. Chỉ cần nói ra tung tích của hoàng giác và tam công chúa thì ta sẽ giữ lại cái mạng sống cho ngươi. Muốn chém muốn giết tùy ý các ngươi. Muốn biết tung tích của tam công chúa nằm mơ đi. Nếu như ngươi đã không muốn sống, ta giữ lại ngươi cũng vô ích. Giết hắn liền. Mau đi. Đưa tam công chúa đi theo đường nhỏ, ta đi đường lớn dẫn dụ bọn chúng. Đại ca, đợi đã. Ngươi muốn làm gì chứ? Lấy cái khăn quấn làm một đứa bé giả cho ta. Dân. Đại ca, kiếp sau chúng ta vẫn làm anh em. Lý Cường. lại, đứng dậy. Giao Tam công chúa ra đây, ta sẽ thay cho cái mạng nhỏ của người. Nằm mơ, ta chết cũng không buông Tam công chúa ra. Muốn tìm cái chết, giết. Đi, ôm Tam công chúa qua đây. Dân. Là rơm. Cha nó, Đa Nhi hình như phát sốt rồi đó. Ông mau đi xem đi. Sao lại phát sốt chứ? Không phải bị mắc dịch bệnh chứ? Mau đi xem đi. Đa Nhi nhà chúng ta sao mà sốt mãi không hạ vậy? Đa Nhi mắc dịch bệnh rồi. Trị loại bệnh như thế này ta vẫn chưa nghiên cứu ra, chỉ có thể kê ít thuốc trước để đồ uống thử xem. Phật tổ phù hộ Đa Nhi của ta. Làm thế nào bây giờ? Hoàng giác, giao Tam công chúa ra đây. Ta có thể giữ lại cái mạng sống của người. Đừng mơ. Lên. Hoàng giác, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Chỉ cần ngươi giao Tam công chúa ra đây, ta cho ngươi một con đường sống. Bằng không, ngươi và hai huynh đệ đã chết của ngươi sẽ có một kết cục giống nhau. Trần Tam, huynh đệ của tôi đều giỏi hết. Ngươi khuyên không nổi bọn họ, tưởng có thể khuyên được ta hay sao? Bắt sống cho ta, bắt sống. Tam công chúa, bạn của chúng ta lớn hay không phải xem hôm nay rồi. Xuống núi lục soát cho ta. Dân. Dương Hậu. Dương Hậu. Chủ thượng, chàng nhìn xem Thiện Nhi ngoan quá. Dương Hậu. Dương Hậu, đang nhìn kỹ xem. Đây là gối đầu. Là gối đầu mà. Trả con lại cho ta. Trả con lại cho ta. Sư phụ, tôi không ổn rồi. Tôi cầu xin ông cứu đứa trẻ này đi, chăm sóc nó thật tốt. Hãy chăm sóc cho nó. Đi. Không cần lo cho tôi. Đến nhà tôi đi. Mẹ đó, mẹ đó ơi, mẹ đó, mau. Chuyện gì thế? Mau mau, vì tráng sĩ này bị thương nặng rồi. Ta đưa hắn vào trong phòng khám. Đây đây, mau ôm đứa nhỏ đi. Mau lên. Đứa trẻ bụ bẫm này. Đứa trẻ này, ông xem, sao lại có nhiều linh tinh thế? Đây là Ngải Khao Thảo. Cho Ngải Khao Thảo vào thuốc. Ngải Khao Thảo này cho vào thuốc, không chừng có hiệu quả thần kỳ, có thể chữa được bệnh dịch. Thật sao? Để ta thử. Trước đây ta luôn cảm thấy mấy phương thuốc gia truyền thiếu vị gì đó, nhưng mà thiếu vị nào lại không nghĩ ra. Bởi vì Ngải Khao Thảo đầy ở trên núi, tôi nhất thời bỏ lỡ không chú ý. Thật sao? Như vậy Đa Nhi của nhà chúng ta được cứu rồi. Để ta thử xem. Đa Nhi, nghe thấy không? Chúng ta được cứu rồi. Báo, không lục soát được gì. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Gần đây còn có một thôn trang, còn có mấy thôn chưa lục soát. Hoàng giác bị trọng thương, lại đem theo Tam công chúa, chắc là hắn không chạy xa đâu. Mấy thôn gần đây lục soát hết rồi ta. Vâng. Sư phụ, ngươi tỉnh rồi hay sao? Là huynh cứu tôi. Tam cái gì chứ? Thiện Nhi đâu? Ngươi nói đứa nhỏ kia hay sao? Nó đang ngủ. Vậy thì tốt. Thật sự rất cảm ơn ông. Cha nó ơi, chết rồi. Vừa tôi nghe nói quan binh lục soát khắp nơi, cũng không biết đang lục soát cái gì nữa. Thật sự không dám giấu, quan binh đến bắt tôi. Đưa cái này cho ta, tôi đi dẫn dụ bọn chúng. Tráng sĩ à, không được đâu. Vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, ngươi không được đi xa đâu. Ngươi không lo được nhiều như vậy đâu. Nếu như tôi không dụ được quan binh đi thì hai người sẽ bị liên lụy đó. Đại tẩu, gần đây có chỗ nào bán ngựa hay không? Có, bên kia phía trước nhà lão tứ. Được. Sư phụ, tôi biết hai người là người tốt. Thiện Nhi giao cho hai người. Đừng, tuyệt đối không được. Ngươi. Đa tạ ân công. Mau đứng lên đi, mau đứng lên. Báo, không phát hiện ra gì hết. Gần đây vẫn còn mấy thôn chưa lục soát, còn 2-3 thôn chưa lục soát. Quan giác, mau đuổi theo. Quan giác, không giao Tam công chúa ra đi, hôm nay ngươi chết chắc. Trần Tam, Tam công chúa đắc tội ngươi chỗ nào chứ? Ngươi lại cứ ép đến đường cùng. Ta thay chủ xóa bỏ Tay Tinh, ta phụng mệnh của chủ nhân ta, bắt Tay Tinh. Tay Tinh, ta thấy Nhĩ Đẳng mới là Tay Tinh lớn nhất của Tần Ninh quốc. Lên cho ta. Tên tiểu tử này chắc không còn đường sống nữa. Như vậy cũng có cái để bàn giao cho lão gia. Về phủ. Vâng. Cha nó, ông xem Đa Di nhà chúng ta khỏe bệnh rồi. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Lần này may mà có Ngải Khao Thảo trên người của Thiện Di. Đúng đó, Nếu như không, dịch bệnh này không biết đến bao giờ mới khống chế được nữa. Con khỏi bệnh rồi, con lại có thể ra ngoài chơi. Tên tiểu tử thối chỉ biết chơi thôi. Con phải học y thuật cùng cha, biết chưa? Dạ con biết rồi. Nếu như Ngải Khao Thảo có thể khống chế được dịch bệnh, chúng ta nên chế biến nhiều một chút, cứu giúp hương thân. Ta cũng đang có ý này đó. Thiện Nhi đâu rồi? Nó ngủ rồi. Thiện Nhi là cứu tinh của chúng ta đó. Đúng đó. Nếu như lần này dịch bệnh được đẩy lùi, đó là cứu tinh của tất cả mọi người ở đây. Đúng rồi. Dương hậu bệnh nặng, nguy hiểm khắp nơi. Nếu còn không đỡ, Dương hậu sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đó. Vậy phải làm sao đây? Tỳ nữ Hoa Nhi, ta nghe nói ngươi và Dương hậu tỉ muội tình thâm. Dạ. Dương hậu đối đãi với Hoa Nhi ân trọng như đối. Nếu như có một cách có thể cứu được Dương hậu, ngươi có tận tâm tận sức hay không? Dạ có. Vì Dương hậu, Hoa Nhi có chết cũng cam lòng nữa. Được. Chuyện này lão phu đã nghĩ rất lâu. Vì để bảo vệ tính mạng của Dương hậu, thân phận của một đô tỳ như cô không được. Quốc công đại nhân, rốt cuộc ngài muốn Hoa Nhi làm gì cho ngài đây? Mong ngài cứ dặn dò. Ta muốn ngươi lấy thân phận Tây Công vào làm chủ hậu cung. Cái gì? Bỏ đi, bỏ đi. Lão phu lôi chuyện bao đồng rồi, lắm chuyện quá. Quốc công đại nhân, Hoa Nhi đồng ý với ngài. Sư phụ, người xem, trên cây kia có treo một người. Mau, nhanh đi cứu người xuống. Bây giờ ta phải kiểm tra các con. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi ạ. Đa Nhi, chuẩn bị xong rồi ạ. Nếu như mắc phong hàn nên dùng thuốc gì? Đa Nhi, con nói trước. Xuân sài hồ 10 đồng. Xuân sài hồ 10 đồng. Lá tan 10 đồng. Lá tan 10 đồng. Còn nữa, mật ong cây ma hoàng 6 đồng. Mật ong cây ma hoàng 6 đồng. Đa Nhi, con vừa nói gì? Đừng tưởng cha không biết. Thiện Nhi đang nhỏ giọng nhắc cho con. Không ngờ con vẫn không biết. Ngay cả bệnh phong hàn con còn không trị được. Thế nào chứ? Cha, con không thích học y thuật. Vậy thì con muốn làm cái gì? Con muốn học võ công. Là một võ phu có gì tốt. Cha phải để con thừa kế y thuật gia truyền của nhà họ Tống. Sư phụ à, cha đừng giận mà. Huynh Tống Đa cũng phải học từ từ mới biết được. Con sẽ giúp đỡ cho huynh ấy. Sư phụ cứ yên tâm đi. Vẫn là Thiện Nhi nghe lời hơn. Không giống tiểu tử thối nhà con, chọc cha tức chết. Cha nó, nhà A Ngư bên cạnh bảo ông đi xem bệnh kia. Đa Nhi, chút nữa đem phương thuốc phong hàn này chép lại 10 lần cho ta. Vâng ạ. Hoa Nhi, ngươi đã là cô nương của Tây Cung rồi, mà vẫn hầu hạ ta như trước, để ngươi chịu uất ức. Nương nương, tỷ biết mà, Hoa Nhi không hề muốn trở thành cô nương Tây Cung. Trong lòng của Hoa Nhi, nương nương vĩnh viễn là chủ tử. Những năm nay, muội hy sinh vì bổn cung quá nhiều rồi. Hoa Nhi, sau này muội cứ gọi ta là tỷ tỷ. Tỷ tỷ, đi, chúng ta ra ngoài chơi. Sư phụ bảo huynh chép phương thuốc mà. Huynh còn dư làm là muốn ra ngoài chơi sao? Chút vậy chép cũng vậy thôi, đi thôi. Hai đứa đi đâu đó? Nương, chúng con ra ngoài chơi một lúc. Không được, cha con sẽ mắng hai đứa. Chúng con ra ngoài một lúc thôi, về sớm mà. Về sớm đó nha. Dạ. Thần tham kiến Tây Cung nương nương. Bác tướng quân không cần xa cách như vậy đâu. Qua Nhi hổ thẹn. Bây giờ người là Tây Cung nương nương, thần nên làm như vậy. Bác tướng quân mời về cho. Dương Hậu không muốn gặp ông đâu. Dương Hậu, tình hình của Dương Hậu bây giờ thế nào rồi? Bây giờ Dương Hậu tỉnh táo, nhưng không biết khi nào bệnh lại tái phát. Bác tướng quân vẫn nên về đi. Dương Hậu đối với việc ông ôm Tam công chúa đi vẫn để ở trong lòng, rất hận ông. Đừng để Dương Hậu bị đả kích. Hoa Nhi, đứa trẻ hoang, đứa trẻ hoang, đứa trẻ hoang, đứa trẻ không cha không mẹ. Sao vậy? Sao vậy hả? Bọn chúng mắng muội là đứa con hoang. Là mày mắng muội ấy đúng không? Có phải mày mắng muội ấy là con hoang không? Tao mắng đó thì làm sao? Mày thử mắng lại lần nữa xem. Tao mắng thì làm sao? Mắng thì tao đánh mày. Tao mắng đấy, tao mắng đấy. Không được. Mày bắn tao đánh mày. Mày dám đánh tao hả? Đừng đánh, đừng đánh mà. Không được, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Đừng đánh. Bạn nhỏ dừng tay đi. Nào nào, dừng tay. Không được đánh nữa. Nào nào, các con qua đây. Sau này không được đánh nhau, càng không được bắt nạt người. Nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi. Về nhà hết đi. Đi thôi. Con tên gì? Tống Đa. Con muốn học võ công không? Muốn. Sao lại muốn học võ công? Bảo vệ muội muội. Được. Bần tăng bằng lòng dạy con võ công. Có học không? Sư phụ nhận của đồ đệ một lạy. Được. Được. Cứ đợi mấy ngày nữa sư phụ sẽ đến tìm con. Sư phụ, về móc ngoéo đi. Được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Sư phụ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chăm sóc muội muội cho tốt. Đa Nhi, đứng lại đó. Hai đứa làm sao vậy? Qua đây nương xem. Ra ngoài đánh nhau, có đúng hay không? Ai bảo bọn chúng bắt nạt con? Vừa mắng vừa đánh. Còn đánh bọn chúng làm sao? Ai bảo chúng mắng Thiện Nhi là đứa trẻ không cha không mẹ? Nói vài câu thì làm sao? Kiêu kỳ thế hả? Còn không nói được nữa. Ta nói cho hai đứa biết, đến nhà thờ tổ tiên quỳ trước liệt tổ liệt tông, cơm tối hôm nay đừng ăn nữa. Sư phụ à, Tống Đa Ca không sai đâu. Nếu như sai cũng là Thiện Nhi sai. Tống Ca bởi vì Thiện Nhi mới đánh nhau. Con đến nhà thờ quỳ tha cho Tống Đa Ca đi. Đa Nhi, đưa Thiện Nhi đi đi. Sư phụ, Tống Đa Ca người bị thương rồi. Thiện Nhi lo lắng Tống Đa Ca không thể ăn cơm. Sư phụ muốn trách phạt thì phạt Thiện Nhi đi. Thiện Nhi, đừng cầu xin cha nữa. Chúng ta quỳ là được rồi. Miếng ngọc bội này của muội đẹp thật. Muội đeo từ nhỏ đấy. Chắc là do mẹ muội để lại cho muội. Mẹ của muội? Mẹ muội ở đâu? Muội không biết.